Đây các bạn, mấy bé ở đây nó đi bắt ốc với các bạn. À, biển rất là trong. Hồi nãy con bác là bắt ở đây hả? Hồi nãy bác ở đâu? Bác bắt ở đây. Nè bây giờ mình sẽ đi theo chân con tên gì? Trang hả? Dạ. Con tên gì? Con tên Hiền. Hiền. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo bé Hiền để đi bắt ốc nha các bạn. Nè đây có mấy cái hũ nước rất là trong luôn. Nè ốc rất là nhiều cho chú con coi. Rồi con này là kêu con ốc mắt ngọc nha các bạn. Gọi là ốc cờ đó, ốc mặt trăng. Nè. Rất là nhiều. Đi từ từ tới té nha. Con bắt về làm gì? À, lấy thịt ra rồi nấu ăn hả? Dạ. Đây là mấy chị em hả? Ba chị em hả? Hiền. Ba chị em. Con học lớp mấy rồi Hiền? Lớp 3. Lớp 3. Hôm nay không có đi qua bên chỗ hội chợ đó hả? Nè đây ốc rất là nhiều luôn các bạn nè. Hiền nãy giờ bắt mừng cá đống luôn. Con để trên này đi, cỡ đây, rồi xong rồi bắt tiếp. Nè, bé Hiền nó rụng vô đây nè các bạn. Ê, từ từ thôi con, té con. Đi từ từ thôi nha, cái té nha. Bố mẹ con làm gì Hiền? Ba mẹ làm gì? Ba con là thợ lặn hả? Rồi còn mẹ ở nhà phải không? Con đi theo đi kéo. Kéo lưới hả? Đi kéo lặn. À, rồi đi với cha luôn. Dạ. Vô ơi, lãng gì vậy? Con đi từ từ có tái con tên gì? Hả? Tên gì? Con em này tên gì Hiền? Diệu. À Diệu. Diệu Hiền phải không? Dạ. Chị tên Hiền, em tên Diệu phải không? Dạ. Cái đó là tên Diệu. À, đây là bốn anh chị em luôn hả? Dạ. À cháu hả? Còn con tên gì con trai? Con tên Bảo Huy. Bảo Huy. Bảo Huy năm nay học lớp mấy rồi? Con chưa học. Con chưa đi học hả? Dạ. Bảo Huy siêu quậy. Tên nó rất là độc nha các bạn. Con có quậy không Bảo Huy? Có hả? Ủa, đi nó nói chuyện gì? Đi từ từ thôi con, có té đó con. Nè các bạn, ốc rất ở đây rất là nhiều nha. Nè. Đi xuống một xíu là này, này ốc này là đầy luôn. Nè đây là Hiền, nè hai con luôn. Quy ơi, bắt cái ly Quy. Hả? Ly bắt mình không Quy? Con đi từ từ thôi, cái tay nghe mấy đứa. Dạ. Ốc cờ đi Quy. Con ta. Ốc nhiều, rất là nhiều luôn các bạn. Chạy nãy đó, bắt cái đâu? Sao con không lấy cái bọc con bỏ, con để vô. Nè, đây nè Huy, đây nè, nhiều luôn, đầy luôn. Về tối luộc ăn cơm là ngon luôn ha, xào xả ăn là ngon luôn ha. Con bắp để chơi với thằng Diệu á. À. Con Huy mấy tuổi rồi mà chưa đi học? Con có 3 tuổi rồi. Con 3 tuổi hả? Dạ. 3 tuổi mà bự vậy luôn hả? Dạ. Rồi, nè đây có con bự này Huy nè. Nè.
quen bài luôn. Mình ăn kia một đống luôn, lấy lấy đừng cầm giùm hai dẻo lấy hai lại xin xin để đâu đi em đậy túi nữa để vô bắp ra nở ấy luôn rồi đi. Tại vì bên này á, là ít người qua mà các bạn, nên ốc rất là nhiều, đi ra đây câu cá cũng rất là nhiều nè, nhum đổ nhiều lắm. Vì bên này là chủ yếu là xóm bãi nhum bên này thôi, là chỉ mà người bên này thôi, ít, rất ít bắt. Con được nhiều chứ gì không? À, nè, làm cái bọc luôn các bạn, làm cái áo luôn, nè, thấy nhiều. Đi từ từ cái tái con. Vậy nhiều vui không? Vậy nhiều không? Mấy chỗ này không? Cũng hơi nhiều nhiều à. Mà có một con ốc rất kỳ lạ luôn. Hả? Cô này cái này là tên thằng Phúc Như. Phúc Như hả? Dạ. Con Huy tên Huy á Huy. Nè Bảo Huy nè, Huỳnh Quốc Huy nè, siêu quậy nè. Huy có quậy không Huy? Tên Huy chứ. Huy Huy ơi. Huy ơi, qua để đây nè, chỗ chị nè Huy. Cái đó là của Huyền á. Ờ, của Huyền con để đây đi. Để đây với chị. Nè Huy nè. Huy với Diệu bắt nãy giờ cũng nhiều luôn các bạn. Còn có Huyền đó, Huyền bắt bên kia là đang đi lấy cái bọc. Nè Huyền đang đi lấy cái bọc tới nè. Nè mấy cái con này là con Huyền nè. Làm gì vậy? Diệu. Làm gì? Bắt về để được ăn cái gì? Ôi. Ở nhà con cha bắt một quầy luôn kìa. Bắt cái gì? Cha con hả? Cha con. Cha con là bắt ốc hả? Dạ. Chị hai nó bắt á. Bắt cá ốc à. Được. Đây. Đây luôn á là chị ấy không chị bỏ giờ. Mấy đứa nhỏ tuổi trẻ rất là hồn nhiên nha các bạn. Giống mình hồi lúc còn nhỏ đó tuổi thơ. Bắt tôi quay. Cậu. Để đó đi. Huy con đi chân con đi từ từ có té Huy. Dạ. Nè nhiều chưa? Con đi chân ông đây nước rất là trong. Cái Hiền thì bé Hiền nó lội ra ngoài kia mà anh nhìn thấy bắt các bạn. Con bắt được nhiều chưa? Rồi lấy cái đó bỏ ốc là đẹp luôn ha. Huy. Nè các bạn có đi du lịch ra đây, nếu có bắt ốc á, thì đi qua bãi nhung thì bắt ốc cũng rất là nhiều nha các bạn. Đây là
hả? Tết con vô bờ rồi. Tết là con đi đi vô bờ hả? Con đi vô. Có bà nội con. À nội con ở trong kia. Ở trong bờ. À. Em ở nhà không à? Rồi xong rồi vô bờ ăn Tết với bà nội hả? Ngày Tết. Lần bữa con đi. Đi xe bự á, mẹ con đi xe nhỏ. À Tết, là lẹt luôn. Là Tết là vô trong trong bờ á. Vô nồi là đi xe bự. Mẹ con chứ. Đúng mất chứ Nguyên Minh nó đi xe nhỏ. Nè, con, Úc có rất là nhiều đó các bạn. Giúp cô ba con đi xe đi bự. Còn bữa con đi xe bự ói luôn. À, ói luôn hả? Dạ. Mệt không? Đây nước quá trong luôn các bạn. À, hiền bác rất là nhiều luôn. Làm cái bọc luôn kìa các bạn. Tối nay nhà xào cơm với ốc ăn á Huyền. Hiền. Dạ. Xào cơm xào ốc với cơm ăn hả? Xào ốc ăn cơm hả? Luộc à. Luộc xong rồi tách ra thịt ra rồi xào phải không? Dạ. Rồi lấy chanh bỏ vô. Lấy chanh bỏ vô hả? Rồi ăn. Té ái luôn. Mẹ kêu kìa con. Quay, mẹ kêu kìa. Ngủ đây luôn hả? Ngủ đây đi. Cho ma hùng hổ luôn. Con được nhiều con chưa? Dạ. Con được mấy con rồi? Ừ. Ngoan ha. Con đi từ từ thôi nha tá nha. Con đạp chứ Huyền. Ờ chú nghe đây. Ở đây có nguồn gốc ốc luôn nè. Ờ chú được bắt được mấy con luôn nè. Lên quẹ. Một đống luôn. Nè chú cho nè. Cảm ơn chú. Hả? Bên này ốc rất là nhiều. Cái đó bằng em đựng thôi. Nhiều rồi hả? Đâu? À. Wow, quá trời luôn. Nè chú cho nè. Nè Hiền với Diệu bằng cái đúng luôn các bạn. Rồi đúng hết. Con ồ ngon. Ơi lấm mấy con nó chú Huy ơi. Bấm này Huy ơi chết rồi bà Huy ơi. Chết thằng này rồi. Có con nhà báo nữa rồi. Ai? Có gì chưa? Ai? Ai? Có con gì á? Làm ơi. Nào. Ai có con gì á? Đâu? Có con kia.
sẵn cái quần ra chú ơi. Con đi từ từ thôi cái tá nha. Rồi. Chị kêu về Huy. Dạ. Ở đây có Út bài. Nè Út đầy luôn. Để chú cầm cho. Dạ. Thôi từ từ té con. Hả? Út cũng đồ hả? Có bự. Cái mà Út tìm ra một con. Đây. Thôi. Nè các bạn, mấy bé nhỏ bắt mấy anh Trúc mà được con bọc nhiều luôn. Con để bên đường nghiền á, em mới quay. À hồi nãy nơi cái chỗ kia có con còn đúng kìa. Đầu chỗ có diều kìa. Bỏ đâu mà tắm luôn đi. Chỗ đó nãy nghiền bóp nó để đó. Có một nửa nè. Sao với chị mày gọng đầy hùng luôn á. Quay. Nãy ba bọc vỏ luôn. Đau không vậy? Quay xuống dưới lụm cái bọc của quay kìa. Bọc bự kìa. Trời. Bị gắt. Rùng ở đây hả? Đúng rồi. Để coi nè. Mà làm kìa. Nguyên đại nguyên khốn. Mà chưa đã. Cái này. Có cái mà. Ăn cái này ổn rồi à. Rồi. Cát không?